Thưa quý vị, theo truyền thống hàng năm, ngày 22 tháng 4, chư Tôn Đức Tăng Già của tất cả các truyền thống Phật giáo trên khắp mọi miền của Thái Lan, đại diện các tổ chức Phật giáo đến từ nhiều quốc gia cùng hàng trăm nghìn người vân tập về Dharmakaya, thủ đô Bangkok để tham dự sự kiện Ngày Trái Đất. Vào dịp thiêng liêng này, tại chùa Wat Phram Dharmakaya đã diễn ra lễ cúng dường tứ sự đến chư Tăng 10.000 ngôi chùa trong nước và quốc tế. Lễ trai tăng đến tăng đoàn hơn 10.000 vị nhân ngày trái đất, ngày người dân trên khắp thế giới cùng chung tay bảo vệ trái đất, ngày 22 tháng 4 2024, cũng là ngày khánh thọ 80 năm đến Hòa Thượng Luangpon Rama Yaoyo, trụ trì chùa Wat Phram Dharmakaya. Những lời thỉnh cầu đoàn Phật giáo Việt Nam đến tham dự buổi lễ ngày trái đất có Hòa Thượng Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng lịch sử kiêm Phó Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Pháp Cao, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Nam Quang, thành phố Hội An. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng lịch sử, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Tháp Tùng Đoàn. Phát biểu tại buổi lễ đặt bát cúng dường 10.000 vị chư Tăng tại đại giảng đường Wat Phram Dharmakaya, Thái Lan, Hòa Thượng Thiện Tâm cho biết, sự kiện này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa bình và hướng đến bảo vệ môi trường của Phật giáo Việt Nam và Thái Lan, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất đến cộng đồng Phật giáo quốc tế. Tại buổi lễ, các Phật tử Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Myanmar và các nước trên thế giới chuẩn bị vật phẩm cúng dường rất chu đáo. Chúng con rất vui mừng tham gia hộ trì buổi lễ đặt bát cúng dường 10.000 chư Tăng trong nước và quốc tế trong ngày trái đất và kính mừng khánh thọ Hòa Thượng trụ trì chùa Dharmakaya Luangpon Rama Yaoyo. Chúng con nguyện mười phương Phật gia hộ đến quý ngài cùng toàn thể nhân dân chư Tăng Phật tử được pháp thể an lạc hạnh phúc. Buổi lễ thiêng liêng trọng đại tại chùa Dharmakaya là dịp kết nối tâm linh sâu sắc giữa người con Phật với thế giới tự nhiên như một nguồn năng lượng to lớn của những lời cầu nguyện và thực hành giáo lý Phật Đà bảo vệ môi trường trái đất thân yêu, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, thịnh vượng.